Chào mừng các bạn đã đến với kênh dành đường nha trong video sẻ hôm nay chúng ta cùng nhau đến với nền tảng Bybit chúng ta sẽ có một chương trình Quest Duo, một trong những sự kiện rất là hấp dẫn đến từ nền tảng Bybit. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ngồi lại với nhau một ít phút để chúng ta tìm hiểu về chương trình này. À, chương trình IDO ngày hôm nay thì trước tiên mình sẽ giới thiệu thông qua sơ qua một chút về dự án thì đây là một dự án tên là Len, ứng dụng cho vai phi hàng đầu trên Token và phục vụ nền tảng đầu vay ở trong trên tại Token. Uh, điểm nổi bật của nó là phát hành trên uh, chuỗi tức cần nợ với lãi suất là không không thanh lý không hết hạn được điều chỉnh theo mô hình cho vay có đảm bảo và dựa trên cơ sở đốt cháy thay vì tích lũy tại lãi suất các sản phẩm vay sáng tạo và thanh khoản được uh, sâu được cung cấp từ các mạng lưới đã được xác lập ở trên Trend. nên được định vị trở thành một phần quan trọng trong tài chính vi tập trung và với dự án này thì anh em có thể tham qua một chút về giao diện uh, ở cái dự án này đây là một giao diện nhìn khá đơn giản nhưng cũng khá là chuyên nghiệp ở một góc độ nào đấy thôi đúng không ạ và đây chúng ta thấy uh, dự án này thì có thông tin trước tiên là trên twitter dự án thì nhận được 70,6 nghìn người được theo dõi trong đó có danh sách một số các cái dự án mình đã theo dõi đấy. Và đây thì chúng ta cũng thấy được một cái điều là gì Nen thì hiện cũng đã bán IDO ở trên nền tảng là AP Terminal uh, uh, Temi, uh, uh, Và dự án này thì uh, đã bán giá ở giá là 0.702 Bên cạnh đó thì dự án cũng có trên trình tốc quyền sale mà chúng ta đã biết hành trình ở trên bài BIS 3 Với giá là 0.02 và tổng đây là tổng lượng bán Đấy. Tổng lượng bán là cũng khá là nhiều khoảng hơn 10, 10 triệu, 10 triệu 5 đây, đây là FDMC và đây là cái tổng cung giá là 625 triệu và đây là lượng bán public sale tiếm khoảng 1,52 phần trăm lượng bán không quá nhiều ờ, Ok đấy là thông tin sơ so bộ về dự án này và anh em nhớ cho mình tổng cung nhớ cho mình cái phần giá nhé Rồi mình thử nhân giá cho anh em xem như thế nào mình thì xong uh, thời gian này thì mình cũng không, không uh, siêu kèo anh em chơi đâu bởi vì đang đang gần tết rồi thì mình cũng đang cần phải xử lý nhiều việc cũng tránh để trường hợp mà những cái rắc rối xảy ra như hôm trước rồi mà hôm trước thì mình cũng không có um, lỗi lầm gì với anh em mình phải nói đôi cho anh em nhưng mà tránh rắc rối thôi ở đây hiện tại thì nếu bạn FDMC thì anh cũng nói rõ luôn là FDMC là khoảng 12,5 uh, triệu đô đây là cái giá đơn với giá của IDO như vậy là dự án mình định hình dự án ở mức x4 x5 nhá x4 x5. còn xa hơn rộng hơn thì chúng ta cần phải uh, cần phải tính toán sâu nếu mà dự án này tầm x 5 thì ở đây một tên ở đây dự án một khoảng một thì cũng hơi căng đấy khả năng là x x hai x ba được hơn x hai ba bí hơn nhé mình lưu ý với anh em thực ra thì nít nào chúng ta chưa biết được rồi à, và dự án này thì sẽ được bán idol ở trên Bybit và chúng ta sẽ tìm thấy cái thông tin cụ thể hơn ở trên này mình sẽ dẫn có thể là dẫn link cho anh em chúng và ta vào thì đối với cái dự án này thì rất là dễ bây giờ chúng ta có thể là đăng trong thời gian subscribe thì ở đây các bạn thấy là ở đây những cái thông tin cụ thể idoland này để tham gia dự án này chúng ta dùng 300 trăm stream mạng etherchain uh, trên bybit của wallet và đăng ký trên bay 3 thời gian đăng ký cụ thể thì sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 2 sau đó dự án sẽ có thời gian chụp nhanh từ lúc 17 giờ 15 tháng 2 ở đây thì các bạn có thể chuyển ngôn ngữ sang tiếng Việt không biết là nó có dịch không rồi có dịch anh em nhé đây như vậy thời gian rất rõ ràng rồi đấy và ở đây thì sẽ có ba ảnh chụp nhanh Em đừng quên là khi nào thì bạn cần phải có ETH thì bạn cần 0.02 ETH nữa nhé 0.02 nhớ nhé rồi ở đây thì nó sẽ chụp nhanh trong đến ngày đến 17 giờ ngày mùng 8 tháng 2 này. Sau đó thì chúng ta sẽ có thời gian thử số từ 17 giờ mùng 8 tháng 2 đến 10 7 giờ 15 giờ, 18 tháng 2 sau đó công bố kết quả sau sau thời gian đó và sau đó thì anh em sẽ thời gian quy đổi các bạn xác nhận lúc xác nhận thì các bạn sẽ đủ điều kiện để tham gia tính lưu ý là ở trên IDO này thì cần phải cây tài khoản bài vì các bạn đang dùng tính năng web 3 nên các bạn như mấy các bạn cần phải có tài khoản bài để các bạn đăng ký và để tạo bài 3 Đấy như vậy anh em và thông tin Nissan các thứ ấy, thì mình sẽ thông tin sớm cho anh em sau nhé Ok và đây thì chắc là trên này thì cũng có thông tin Nissan để mình xem lại xem một phía trên này có thông tin Nissan không Đấy nít đây nít vào 17 giờ ngày 8 tháng 2 anh em nhé tất cả thông tin mình đã cung cấp rất cụ thể cho anh em rồi Ok vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về dự án Len và một dự án Idol ở trên Bixx 3 Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn theo tiếp theo